Hội thảo Đổi mới sáng tạo Australia-Việt Nam là một trong chuỗi những hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao. Hội thảo thu hút sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của khoảng 170 đại biểu là các nhà khoa học Australia và Việt Nam đang nghiên cứu về Việt Nam. Tại hội thảo, các nhà khoa học của hai nước đã chia sẻ nhiều dự án nghiên cứu do hai bên phối hợp thực hiện. Trong đó phải kể đến các dự án trong lĩnh vực y tế như việc tiêm vaccine HPV, nghiên cứu về bệnh lao hay các nghiên cứu về truyền thông số, mạng lưới bảo tàng, nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các diễn giả dành nhiều thời gian để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác, các chủ đề có thể hợp tác trong tương lai.